Ký hợp đồng sinh tử, Cao Dĩ Tường đột tử không một xu bồi thường. Netizen xứ Trung hiện đang vô cùng xót so xa với thông tin Cao Dĩ Tường, Mỹ Nam từng 4 năm liên tục lọt top 100 gương mặt đẹp trai nhất thế giới, đã qua đời vào sáng ngày 27 tháng 11. Dạng sáng ngày 27 tháng 11, một blogger nổi tiếng của Trung Quốc đã gây xôn xao khi tiết lộ nam diễn viên Cao Dĩ Tường đã bị ngất xỉu khi đang quay chụp một chương trình truyền hình. Sau hơn 10 phút tiến hành sơ cứu tại trường quay, Cao Dĩ Tường đã được đưa tới bệnh viện để cứu chữa, nhưng không thể qua khỏi, ra đi ở tuổi 35. Có thông tin cho biết, khi đưa tới bệnh viện, tình trạng của Cao Dĩ Tường đã vô cùng nguy kịch, thậm chí đồng tử đã có dấu hiệu giãn ra và sau 2 tiếng cấp cứu, nam diễn viên đã rời xa nhân thế. Sự ra đi của Cao Dĩ Tường đã khiến cho cả làng giải trí phải ngỡ ngàng, bởi lẽ anh còn quá trẻ, còn sự nghiệp, tương lai tươi đẹp ở phía trước. Được biết, mới ngày 26 tháng 11, Trước khi tham gia game show, Cao Dĩ Tường còn tươi cười xuất hiện tại sân bay, vui vẻ trò chuyện cùng người hâm mộ. Dạng sáng ngày 26, anh còn đăng tải bài viết trên Weibo, lên tiếng cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình, hy vọng có thể khiến mọi người xem được càng nhiều những vai diễn xuất sắc. Ngoài ra, anh còn dự định sẽ tham gia hôn lễ của bạn thân là cựu vận động viên bóng rổ nổi tiếng, Mao Gia Hân vào ngày 29 tháng 11 và trở thành phù rể trong đám cưới. Cách đây không lâu, còn có tin đồn Cao Dĩ Tường đã cùng bạn gái sinh năm 1997, Bella, tham gia một bữa tiệc của bạn bè tại Los Angeles. Cao Dĩ Tường đang giúp bạn gái chuyển nhà và định cùng cô dọn về Đài Loan sinh sống. Trong suốt thời gian sống tại Canada, cặp đôi luôn thích trượt tuyết, bơi lội, tập gym cùng nhau. Blogger đã nói rõ bạn gái anh là vợ chưa cưới, nghi vấn đã đính hôn và chuẩn bị công khai tin hỉ. Cao Dĩ Tường sinh năm 1984, là người Canada gốc Đài Loan, kể từ khi trở lại Đài Loan để theo sự nghiệp người mẫu vào năm 2004, Cao Di Tưởng đã xuất hiện trên nhiều phim điện ảnh và chương trình truyền hình khác nhau như đẳng cấp quý cô, đứa trẻ đến từ thiên đường, nhật ký luyện yêu của Tiền Đa Đa. Đặc biệt, anh đã gây ấn tượng mạnh mẽ với vai chàng kiến trúc sư tài năng vững chãi trong sự nghiệp nhưng lại tự ti trong tình yêu trong gặp gỡ Vương Lịch Xuyên. Sở hữu vẻ ngoài hoàn hảo, Cao Di Tưởng đã liên tục có mặt trong danh sách top 100 gương mặt đẹp trai nhất thế giới trong 4 năm liền. Cao Dĩ Tường trước nay vẫn luôn rất kín tiếng về đời tư. Anh từng có tin đồn tình cảm với nữ ca sĩ Thái Y Lâm nhưng đã nhanh chóng bác bỏ tin đồn. Năm 2014, Cao Dĩ Tường bị bắt gặp hẹn hò với một cô gái lạ, đó là Bella, La, tên thật là Tô Tương Hàm, vợ chưa cưới của anh. Bella La sinh năm 1997, sinh ra trong một gia đình giàu có, từng sống ở Thượng Hải một thời gian nhưng sau đó lại sang Canada sinh sống. Tháng 7 năm 2017, có tin đồn rằng Cao Dĩ Tường đã đính hôn với người bạn gái ngoài với bạn gái ngoài Cbiz này, nhưng khi về Đài Loan tham dự sự kiện, nam diễn viên lại tuyên bố mình vẫn độc thân. Được biết, hiện tại bạn gái của Cao Dĩ Tường đã cùng cho mẹ anh tới Chiết Giang để nhận di thư, để nhận di thể và đưa về Đài Loan vào ngày mai. Trước sự ra đi đột ngột của nam diễn viên, netizen đã lên tiếng chỉ trích chính độ khó và sự vất vả khi ghi hình là nguyên nhân dẫn tới cái kết quả đáng tiếc này. Ngoài ra, một hợp đồng được cho là được ký kết giữa đài truyền hình Chiết Giang và nghệ sĩ đã được lan truyền trên mạng xã hội khiến cho dư luận xôn xao. Ngoài một số điều khoản cơ bản, trong hợp đồng đã viết rõ, tiết mục có tính cạnh tranh kịch liệt, khả năng tạo thành gánh nặng về tâm lý và sinh lý cho nghệ sĩ. Đối với điều này, nghệ sĩ cần phải hiểu biết đầy đủ, hoàn toàn tự nguyện tham gia và tự nguyện gánh vác những hậu quả có thể xảy ra. Hơn nữa, điều đáng nói là với một chương trình đòi hỏi cao về thể lực như vậy, trong hợp đồng lại chẳng hề có những điều khoản rõ ràng về an toàn, thiết bị bảo hộ hay cấp cứu khẩn cấp mà chỉ khẳng định ekip sẽ mua bảo hiểm chữa bệnh cũng như sự cố ngoài ý muốn. Điều này đã khiến cho netizen vô cùng phẫn nộ. Cứ như ký vào hợp đồng sinh tử vậy, họ định đổ hết trách nhiệm sang cho bên bảo hiểm hay sao? Thế ai sẽ chịu trách nhiệm về việc cứu chữa muộn cho anh ấy? Hợp đồng viết rõ, bên A bảo đảm tình trạng sức khỏe, không có bất cứ bệnh tật hay tổn thương về mặt tinh thần hoặc thân thể gì bất lợi cho việc tham gia tiết mục. Tuy nhiên, điều đáng chú ý hơn là điều... Tuy nhiên, điều đáng chú ý hơn cả là điều khoản sinh tử. Nghệ sĩ phải hoàn toàn tự nguyện tham gia và tự nguyện gánh vác những hậu quả có thể xảy ra. Trong hợp đồng có nhắc tới việc mua bảo hiểm cho nghệ sĩ nhưng lại không có điều khoản về an toàn cũng như chữa bệnh khẩn cấp. Theo báo chí Hồng Kông đưa tin, khi tham gia chương trình này, mức KC của Cao Dĩ Tường chỉ đạt 150.000 tệ, tức 493 triệu, trong khi các show khác anh sẽ nhận mức KC gấp đôi đến gấp ba. Điều đáng nói, nam diễn viên phải đối mặt với những thử thách hết sức cam go ở nhiệt độ 9 độ C. Theo bản thân của Cao Dĩ Tường tiết lộ, khi gặp vào ngày thứ hai, anh đã phát hiện Cao Dĩ Tường có dấu hiệu bị cảm. Bị bệnh lại phải làm việc đến kiệt sức giữa đêm lạnh, nam diễn viên đột ngột ra đi khi ở độ tuổi còn quá trẻ. Với mức cắt xe ít ỏi so với công sức phải bỏ ra, Cao Dĩ Tường đã phải chạy kiệt sức giữa đêm lạnh. Có lẽ chính vì vậy mà anh đã ra đi khi mới 35 tuổi. Trước sự ra đi của đàn em mới 35 tuổi, Nam diễn viên, đạo diễn Từ Tranh đã lên tiếng chỉ trích ekip Jamie. Quá đau lòng, một người hoàn hảo như vậy đã đi rồi. Tất cả những người trẻ tuổi khi làm việc ở bên ngoài nhất định phải biết yêu quý chính mình, đừng có liều mạng. Ý thức an toàn của tiết mục thật quá kém, chắc chắn phải chịu trách nhiệm.